ngày 28 tháng 10, khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã tổ chức cuộc vận động tranh cử tại bang Georgia. Đối thủ của ông, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris, cũng đang tích cực vận động tranh cử tại bang Michigan. Tại hai sự kiện tranh cử này, các đối thủ tiếp tục công kích lẫn nhau. Tại sự kiện tranh cử ở Georgia, cựu Tổng thống Trump đã nhắc tới vai trò của tỷ phú Elon Musk trong chính quyền của ông nếu đắc cử. Chúng tôi sẽ đưa Elon vào. Ông ấy không cần phải làm bộ trưởng gì cả. Ông ấy muốn là một người có thể cắt giảm chi phí để các bạn sống tốt hơn. Các bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng tôi nghĩ, ông ấy đã nói 3.000 tỷ đô la và không ai sẽ làm điều đó tốt hơn ông ấy. Và ông ấy sẽ làm điều đó rất có trách nhiệm. Thật tuyệt vời. Bạn biết đấy, ông ấy chỉ đơn giản là yêu đất nước. Đó là lý do tại sao ông ấy ủng hộ tôi rất mạnh mẽ. Elon Musk, một người thật đáng kinh ngạc, và ông ấy đã ủng hộ tôi. Và các bạn biết ông ấy đang ở đâu ngay bây giờ không? Ông ấy đang vận động tranh cử ở Pennsylvania. Ông ấy đã làm như thế kể từ khi hạ cánh thành công con tàu lửa điên rồ hôm nọ. Đồng thời, ông Trump cũng không quên tấn công đối thủ Kamala Harris. Bà ấy hoàn toàn bất tài, còn bất tài hơn cả ông Biden. Thứ ba tới, các bạn phải đứng lên và phải nói với Kamala Harris rằng bà đã có một cuộc chạy đua tồi tệ, rằng bà đã làm tổn thương đất nước chúng ta rất nặng nề. Bà đã để cho những kẻ giết người vào trong đất nước chúng ta, cả những kẻ buôn bán ma túy nữa, cả những kẻ buôn người và những kẻ khủng bố. Bà ta đã chấp nhận những người từ các viện tâm thần và từ nhà tù, đã chấp nhận một số tội phạm kinh khủng nhất trên thế giới vào đất nước chúng ta. Bạn hãy nói, làm ơn hãy nói, và tôi cũng sẽ nói, Kamala, bà bị sa thải, hãy ra khỏi đây. Kamala, you're fired, get out of here. Georgia là một trong 7 bang dao động, được dự đoán sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử sắp tới. Dự báo khoảng 70% số phiếu bầu ở Georgia sẽ được thực hiện qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp trước ngày bầu cử, cho thấy mức độ tham gia cao của cử tri trong giai đoạn bỏ phiếu sớm. Về phần mình, bà Harris đã có mặt tại nhà máy sản xuất nguyên liệu thô hàng đầu của Mỹ Hemlock Semiconductor của công ty Corning Incorporation ở Michigan. Tại đây, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư và sản xuất và hợp tác với khu vực tư nhân. Và bà cũng không quên công kích đối thủ của mình. And listen, you all have heard me say, I do believe Donald Trump to be an unserious man. Hãy nghe tôi, tất cả các bạn đã nghe tôi nói. Tôi tin rằng Donald Trump là một người không nghiêm túc. Ông ta mà trở thành Tổng thống một lần nữa thì sẽ nghiêm trọng một cách tàn nhẫn. Và đây không phải là năm 2016 hay 2020. Tất cả chúng ta đều có thể thấy rằng Donald Trump thậm chí còn bất ổn hơn và không bị ảnh hưởng hơn. Và bây giờ ông ấy muốn quyền lực không bị kiểm soát. Lần này sẽ không có ai ở đó để ngăn cản ông ta, kể cả tòa án tối cao, nơi vài tháng trước đã nói với ông ta rằng ông ta về cơ bản sẽ được miễn trừ bất kể ông ta làm gì trong Nhà Trắng. Cùng với các cuộc vận động tranh cử của Phó Tổng thống Harris, cựu Tổng thống Barack Obama cũng đang tích cực vận động cho bà Harris tại bang Philadelphia. Tại cuộc vận động, ông Obama đã kêu gọi cử tri bác bỏ hận thù và chia rẽ. Phát biểu của ông Obama được đưa ra khi các nhà lãnh đạo chính trị từ cả hai đảng lên án những bình luận của một diễn viên hài tại một cuộc meeting lớn của ông Donald Trump ở New York hôm Chủ nhật, gọi Puerto Rico là một hòn đảo rác nổi. Người Mỹ gốc Puerto Rico là số dân đóng vai trò quan trọng ở một số bang dao động, có khả năng quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới, bao gồm cả Pennsylvania. Nói chung, cả hai ứng cử viên đều đang chiến đấu hết mình để giành phiếu của người Mỹ Latin, vốn có xu hướng cộng hòa nhiều hơn trong những năm gần đây, nhưng vẫn nghiêng về đảng Dân Chủ. Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng hai ứng cử viên phó tổng thống J.D. Vance của đảng Cộng Hòa và Tim Burns của đảng Dân Chủ cũng đều có các sự kiện vận động ở các bang Georgia, Wisconsin, kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng mình. Các ứng cử viên tham gia chạy đua vào Nhà Trắng đang nỗ lực tăng tốc trong tuần cuối cùng trước ngày bầu cử và dự kiến sẽ có các chặng dừng chân cuối cùng trong chiến dịch tranh cử vào cuối tuần này. Kết quả của các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc cho thấy, ông Trump và bà Harris vẫn bám đuổi rất quyết liệt. Theo kết quả khảo sát mới nhất của hãng tin CNN, bà Harris đang tạm dẫn trước ông Trump với khoảng cách rất xích sao là 48,6% và 47,9%. Tính đến thời điểm này, khoảng 46 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, thấp hơn so với con số 60 triệu cùng thời điểm trong cuộc bầu cử năm 2022. Trong số những người đi bỏ phiếu sớm có Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông đã bỏ phiếu sớm ở Delaware,
ủng hộ Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cuộc đối đầu với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Theo thống kê mới nhất của Election Lab thuộc Đại học Florida, tính đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, trên toàn nước Mỹ đã có tổng cộng 43.853.849 lá phiếu được bỏ sớm, trong đó hơn 21.500.000 lá phiếu được bỏ qua đường bưu điện và hơn 22.300.000 lá phiếu được bỏ trực tiếp tại các điểm bầu cử. Trong số các cử tri đi bỏ phiếu sớm, có 39,8% tự nhận là đảng viên Dân Chủ, 36% tự nhận là đảng viên Cộng Hòa, 24,1% cử tri thuộc các đảng nhỏ đối lập. Kết quả của những cuộc khảo sát gần đây do nhiều phương tiện truyền thông lớn của Mỹ và các tổ chức thăm dò dư luận thực hiện cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris trên phạm vi toàn quốc nhỉnh hơn ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, từ 2 đến 3 điểm phần trăm. Tuy nhiên, tại 7 bang dao động quan trọng thực sự quyết định kết quả, cả hai ứng cử viên vẫn trong thế bất phân thắng bại và kết quả cuối cùng được dự báo sẽ rất xì xào. Cũng trong ngày 28 tháng 10, Tổng thống Mỹ đã đánh dấu sự bắt đầu lễ hội Diwali của người Hindu bằng lời khen nồng nhiệt dành cho bà Harris, người hiện đang đối đầu quyết liệt trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với ông Trump. Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã chọn bà Harris làm người đồng hành của mình vì nhiều lý do như bà Harris là một người thông minh, cứng rắn, đáng tin cậy. Theo ông Biden, bà Harris đã trải qua nhiều vị trí như biện lý quận, tổng trưởng lý, thượng nghị sĩ của bang California và hiện đang trong vai trò phó tổng thống Mỹ, có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn đối thủ Donald Trump. Tuy nhiên, ông Biden cho rằng, điều quan trọng nhất mà ứng cử viên Đảng Dân Chủ có là bà Harris là người có nhân cách. Ông Biden cho biết, bà Harris, người có cha là người Jamaica và mẹ là người Ấn Độ, không thể tham dự sự kiện ở Nhà Trắng do những yêu cầu từ chiến dịch vận động tranh cử vào thời điểm chỉ còn một tuần trước ngày bầu cử. Liên quan đến ông Elon Musk, công tố viên bang Pennsylvania đã kiện ông Elon Musk và chặn sáng kiến treo thưởng 1 triệu đô la của ông, gọi đây là hình thức xổ số dụ dỗ chính trị. Văn phòng công tố viên Larry Krasner thuộc quận Philadelphia, bang Pennsylvania, ngày 28 tháng 10 đã nộp đơn kiện dân sự chống lại tỷ phú Elon Musk và siêu ủy ban hành động chính trị America PAC liên quan đến chương trình trao thưởng 1 triệu đô la mỗi ngày cho cử tri ở bang này. Trong đơn, công tố viên Krasner yêu cầu ông Musk chấm dứt chương trình treo thưởng cho cử tri. Sáng kiến được tỷ phú Mỹ phát động vào đầu tháng 10 này nhằm kêu gọi cử tri Mỹ ký vào bản kiến nghị ủng hộ các tu chính án về quyền tự do ngôn luận và tự do sở hữu súng trong Hiến pháp Mỹ. Ông Musk sau đó sẽ trao thưởng ngẫu nhiên 1 triệu đô la mỗi ngày cho một người trong danh sách đăng ký. Tuy nhiên, chương trình gây tranh cãi vì kèm những điều khoản thúc đẩy người dân đăng ký bầu cử, tác động lên quan điểm chính trị của cử tri trước ngày bỏ phiếu. Thống đốc bang Pennsylvania George Shapiro tuần trước đã nêu hoài nghi về chương trình, gọi đây là khoản tiền đen cần phải điều tra. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã cảnh cáo America PAC cho rằng sáng kiến treo thưởng lấy chữ ký ủng hộ hiến pháp có thể bị xem là vi phạm điều luật cấm dùng tiền mặt khuyến khích đăng ký bỏ phiếu. America PAC hôm 20 tháng 10 đã chỉnh sửa thông điệp về chương trình, nói rằng người chiến thắng được chọn để kiếm 1 triệu đô la với tư cách người phát ngôn cho America PAC. Trong khi đó, ông Elon Musk hôm 25 tháng 10 tuyên bố trên mạng xã hội X rằng sáng kiến của ông không vận động phiếu bầu hay khuyến khích đăng ký bỏ phiếu. Ông Musk trước đó cũng khẳng định, ông không trả tiền để người dân các bang chiến trường đi bỏ phiếu, mà chỉ tặng tiền cho những ai ký tên ủng hộ Hiến pháp Mỹ. This is the kind of positive energy that America is all about.